Vâng, xin chào cả nhà. Chia sẻ với cả nhà một trường cắt bí khá là đặc biệt. Và chúng ta đến với xem cái hình ảnh trước của bạn đấy. Bạn gái năm nay mới 20 tuổi thôi. Chúng ta thấy cái đặc điểm mắt trước đây. Đó, hai bên nó không đều, mắt hơi híp, hơi nhỏ, đặc biệt là mắt bên phải. Đó, chúng ta đó, chúng thấy đây. Đó, mắt mở không được nhiều và đặc biệt là gì? Cảm giác nó buồn, lờ đờ, lúc nào cũng như là buồn ngủ. Chúng ta thấy rõ cái tình trạng như thế này. Và với trường hợp của bạn này thì bác sĩ đã cắt mí chỉnh cơ, loại bớt một chút da dư với một cái size mí nhỏ tự nhiên thôi. Chúng ta có cái kết quả của bạn ấy rồi đây. Đấy, nhìn đấy nhé. Rồi, vừa mới thực hiện xong thì đương nhiên là có một chút cái sưng này. Tuy nhiên chúng ta thấy so với cái đặc điểm mắt trước của bạn ấy này. Nó ok. Chúng ta sẽ phải cần thời gian nữa để cho nó hồi phục. Thì với cái đặc điểm mắt trước của bạn như thế này thì cái ưu tiên hàng đầu đó là chỉnh làm sao cho nó tăng cái độ mở trong mắt và nó đồng đều hai bên. Thì chúng ta tuy là nó không thể được tuyệt đối, tuy nhiên là sẽ cố gắng để đạt được một cái mức độ mà có thể chấp nhận được, hài hòa hơn. Để chúng ta cùng xem cái kết quả hiện tại. Đó. Chúng ta nhìn qua thấy nhìn hiện tại thì thấy là rõ ràng là mặc dù nó còn sự chút sưng nề, tuy nhiên là cái độ đồng đều hai bên nó đã rõ hơn rất là nhiều và bạn ấy cũng cảm thấy nó thoáng hơn, đúng không? Sao, có sợ không? Quá trình sang gương rồi thấy sơ bộ kết quả ban đầu sao? Thấy khá là hài lòng ạ. Sau này ổn định thì nó sẽ còn nhỏ nữa, để mắt bác sĩ nói là cắt size nhỏ tự nhiên thì không có to được nhé. Rồi, ok, cảm ơn bạn gái đã tin tưởng bác sĩ. Mỗi một cái tình trạng mắt thì nó đã có những cái mức độ can thiệp khác nhau. Và với mắt của bạn này, bác sĩ nói lúc đầu bác sĩ đã có chia sẻ đó là có hai điều không thể thực hiện được. Đó chính là cắt mí to là không thể được này. Cái thứ hai đó là để nó đều tuyệt đối hai bên thì cũng không thể được. Cái mức độ nhập cơ hai bên nó khác nhau, đặc điểm cấu tạo hai bên nó khác nhau rất là nhiều. Chúng ta chỉ cần cố gắng để cho nó được ở một cái mức độ tương đối thôi. Cảm ơn bạn đã tin tưởng, chúc bạn mau bình phục nhé, có kết quả rất là tốt. Rồi, cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ bác sĩ.